Mày chết chưa? Này, các cụ hả? Các cụ hả? Đây thì hiện tại bây giờ là mấy chú cháu chị lên. Đây nè, thành viên nhí nè. Ê, thành viên mới vô quên. Đấy, đi giờ. Thì hiện tại bây giờ là Thiết Kiệt sẽ làm ở chỗ đây. Đây là tiếng thì đang bắt cua. Đây là thành viên nhí nè. Rồi Thiết Kiệt sẽ đi đi lấy củi, để củi đâu luôn đây nè. Rồi. Ây da. Củi đây. Hồi căng đấy chưa? Này nó còn tư quá. Nước này nó cháy không đây? Hồi căng nha. Đây. Nên chị cái này ở dưới đường của này tóc. À, đó, ok, ok, con rửa giùm cho chú kia xong chưa? Rồi, ok, ok, ok. Đây, biết chị sẽ đi. Ây da. Lấy củi. Ây da, không có củi rồi biết không? Chết quá. Đây, chị thử rồi. Đây, không thôi, đỡ, chú kia sẽ di đóng con xuống đây, khúc đi dưới này. Đi nè. Đi được không? Rồi thì như nó có củi không? Tại thử đi xuống ngay cái ổ phía dưới này. Cái bữa chỗ này cầu có cua nhiều thứ lắm. Con cái cành theo màu chưa? Đây. Nó kẹo cũng có chị tử không? Kiểu cái to kìa. Rồi ok, xong rồi có gì con lấy đi vô đựng nha. Đây, còn Tiết Kiệt là xin lên. Chị đi tìm củi. Ta phụ mấy đứa nhỏ. Cho con mấy chút đợi cho đó đi. Để chú Kiệt xin lên. Kiệt sẽ đứng rồi. Kiệt sẽ đứng kiệt công như này. Kiệt sẽ lên lại ngay đó cho này. Ta phụ làm một tí. Mấy đứa nhỏ thì hiện tại bây giờ này. Mấy đứa xuống đây. Ta phụ con miếng này. Kiệt sư tử nè. Này con ké vào thêm tí rồi mình có ké không? Ăn sao với sư tử? Ăn hay sao vậy? À. Rồi con ở dưới đây tí cho phi con phụ sư tử đi. Cái gì có ké tí cầm lên nha. Để chứ Kiệt sẽ đi lấy củi ra. Đây thì sau khi Tiết Kiệt lấy một mớ củi rồi nè. Ai chà, đi dồn lại chỗ này. Này. Và củi đây. Tí chị nướng. Củi đây, chị tư quá. Này. Đây giờ Tiết Kiệt chi nướng đốt lửa ngay này. Chỗ này nó hơi
kiểm sửa nên là không có đặt cái máy được. Còn máy biết kia thì em đi câu cua câu kéo, thì giờ có thể đang nhóm bữa có then, tí có gì lên nướng. Thì con dịch vô. Ai chà. Kiểm cái cắm lại luôn, nó đi rớt cái cắm này sao? Mày chết chưa? Này, đây là nè cái nước. Đây chưa? Thấy ngon chưa thầy con? Đây cái này là mình làm nha. Giờ ta thử ra nó cháy nha. Chúng ta đây là mình không. Không một keo dưới lửa keo. Không chứ còn. Nó cái lòng nó khô thế nào? Không biết kịp. Như là chép bớt. Đây. Đây trong thời gian này cho nó có then đây. Rồi. Thì không miếng hết thịt. Thịt đây. Ghét như kia ghét như thế này cho nó réo. Còn trong cái dưới này là cho nó có then. Nè. Mấy bé thì tắm ở dưới kia nóng quá. Cái kiệt thì ở trên này kia làm cái món thịt quay. Ai trời nóng quá. Biết như thế này nè, nó nóng mà cái hồi này nó nóng lên đây à, nó chỉ làm khô. Làm khô cái miếng.
không sư tử. Very good. Yeah. Làm giếp lên luôn luôn sư tử. Để nó coi. Này, cho nó cháy cả thèn. Một con giếp thì bỏ cho đây. Để cho con ăn gì con nước đi. Nhưng mà giờ chưa có then con à. Chưa có then. Cháy thì nó có thêm. Hay kìa. Anh nhíu kìa không? Thì mình cứ dở ra keo như thế này. Thì sau khi giờ cắt hen rồi đây. Đây. Ui, để vô. Đây cái việc chi bỏ gần lại. Bỏ gần lại. Theo cái gì cắt cái gì. Ui, cái to hơn. Đây, mấy nhỏ đi. Bây giờ sư tử nó câu được con kế kìa. Ủa tội chưa. Đâu. Nó bạch chua. Đây. Nó bạch chua. Này để gì. Đây. Cái hũ kìa. Đây. Được. Mình rửa đi. Mày rửa đây. Sư tử hay chưa. Ủa cái tàu rồi sư tử. Đây con mỏng bị nè. Ai chà, ngon quá. Cục cơm, tí là món ké luôn. Bánh dây ké. Đây kìa. Bị bánh dây ké thôi. Chị thổi đâu bỏ trong đây không? Đây kìa. Đừng có dặm nha. Đây. Chị Kiệt, chị nướng cái này. Đây, sao? Nướng cái món này để thôi. Ai chà, ô. Còn thẳng thèm này là tiết kiệm chi nướng bắp. Ở đây chị nướng bắp nhớt. Con lột đi. Lột cái giả đi. Cái nhựa. Nhựa hả? Là bỏ đâu? Đó, phải bỏ dưới đó. Ngon chưa? Bắp còi nó đây. Lúc tay nào đó thì nó không to. Lúc tay nào đó to. Không, cái đó con bị cây đi. Xong rồi con xuyên bên đây nè. Con bảo bên đây nè. Còn ở bên đây cho chú tí nướng mấy cái này đây. Bên đây nè. Đó, vô mèo đó, đúng rồi. Ui trời, không vết. Để chưa? Quá xế là ngon.
việc quay nguyên con. Con đứng như con mèo á. Khỏi quá. Ủa có ké nữa không? Ai trời, con sợ bên này trúng trúng ké vậy ta. Ké chưa? Dậy 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 dậy. Này có ké nữa không? Ai trời. Con tới đó, từ để tôi tí chi. Ừ? Con đâu. Ui, hôm nay là sư tử quét trời ké luôn. Đây, một con ké to nữa. Đâu, chạy chạy tiếp còn được. Ó, kìa to chứ. Được hai con rồi. Đây, cầu dưới đây rồi. Em mày tiến cho con biết thì đang tắm nè. Thì đang tắm dưới đây xong rồi cầu dưới đây. Đây kìa, ừ đúng rồi. Giờ sư tử nó cầu được hai con kìa. Một con ké to kìa. Hay, ké to dữ dằn. Đây để cho nó câu đi một tí xong rồi lên cho đây nướng. Đây tại bây giờ là mấy chú cháu sẽ lên cho đây nướng nè. Tiết kiệt TV. Tiết kiệt TV. Tiết kiệt TV không? Tơ vơ chứ tơ vơ. Tiết kiệt TV tơ vơ đó. Không chưa. Quay con cái một lần. Ok đi con ngồi đi con nướng đi xong rồi chứ tí sẽ quay lên cho. Dạ chú quay luôn đi. Đó con lên vô luôn miệng quay con ấy con đi chú. Ok. Con coi luôn rồi. Đây mấy đứa nhỏ này cũng vui nè. Hiện tại bây giờ cũng lên cho chuối tắm này nè. Đây tội chưa. Ê lê lê mấy đứa này ở nghe góc đây hả? Ok rửa tí cho tí xin lên cho. Ok. Tội chưa đây ở trên đây nè. Vui không? Đúng rồi. Đây còn sư tử dưới đây à. Đây câu ké mà lấy được hai con to. Trời. Quá trời luôn. Nói chung là hôm nay là chắc là bỏ thu á. Hôm nay chắc là bỏ thu á. Tôi cho mấy nhỏ nó tắm. Còn đi kiệt chi. Lên lại nướng. Dịch thì nó hơi tập hơn nè. Hơi to. Bên đây là bắp còi nha quý vị. Thì nuốt tí ăn. Mình không biết cái thịt nó chín hay không đây. Quan trọng là thịt nó chín hay không đây. Sắp sửa hết em rồi. Trời, đi cái kịp phải đi lấy củi à. Nóng quá.
ôm luôn. Giống như con chỗ này không biết chín hay không trời. Ôi, đẹp quá. Mấy tên thèn ha, thèn cuốn rồi. Đây, nó còn suối đẹp chưa? Hôm nay có cây rồi nè. Đây, còn nhỏ thì nó đen ở dưới đây. Thử tử giờ đang câu rồi. Được, được hai con, hai con kế thì to luôn. Giờ là sẽ thử câu được đây. Rồi tí lên sẽ nướng. Còn chỗ này là mấy bí này, chứ này nó tắm là vui chưa? Thì cũng lâu lắm rồi mà sư tử nè, mèo nè, em tiến nè, về biết kìa. Rồi mới lên đây lại, quay lại trên suối này. Do hiện tại bây giờ là nói chung là tim chuẩn bị đi học rồi á. Thôi qua thi chứ, nên cũng hẹn chứ. Dạ, có mấy biết kìa, chắc là ở gần ở đây thôi, đây là đi tắm nè. Bây giờ quay lại cái chỗ này. Cái bắp này nó chín rồi, đi được chưa? Lấy cái lấy cuốn ra, lấy cái lấy gì? Cho bỏ, ngọt rồi. Nói chung này nó cũng hơi to. Biết trên này đây ngã cho coi rồi. Thấy rồi trong cây bồi à? Đó, cô đừng có ngã nha. Đây con xuống đi, con xuống đi, mấy cái dừa đây. Để con xuống đi. Đây, 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 đây. Đúng, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái này chạy bỏ ngay đây nha. Bí ơi, biết đâu có củi không? Hả, giờ chú Tí quên, lộn giờ chú Tí mất củi đi. Còn Tí xuống đây ngồi ăn nè. Chú tìm chú Tí nè. Chú Tí đang mất nước rồi. Ở trên con có củi không? À. Hả? Đó. Quên. Đó. À. Đã đưa 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 con được rồi. Đấy, chưa? Kiểu cái đấy, nó rất khỏe, lại có gì chưa?
thì nóng lên, chứ việc phải đi tắm một cái một tiếng này. Anh trúng cắt đầu kia nè. Sao? Cắt cái đầu. Sao vậy? Đầu này. Câu là cắt gì? Còn thằng biết cái gì nó cắt heo đây lên trên tên các bạn. Đó, cái thằng đó đó. Cái thằng tắm hả? Ừ. Nó đi mình không vậy? Kìa, kìa. Bê Mỹ đâu à? Có Bê Mỹ à? Đây là sao đi Bê Mỹ đâu à? Không biết. Nó đi còn một tỉnh không ạ? Đi chú cháu mình lên xin thang. Thế này con đi thì hát cái tiếng quá lé đi, con sắp ở ngoài kia đi xong rồi. Khi mà chú kịp nướng ra đây xong rồi á thì con cầm cái này con bỏ về đây. Giấy tí đỡ ngay chỗ đây. Nó hơi lâu á. Đây thành viên nhí nè. Đâu? Đâu? Đây thành viên nhí đây. Ôi, ôi. Mấy xế là thiệt trời. Đây. Tí nữa. Tí nữa. Nó cho thịt đi nướng. Nướng cho tí cho thịt lên nè. Ui, trời ơi. Đây cho tôi sẽ tử câu. Ui thằng bé đây. Ai xe. Sắp chữ 9 này nha mày con. Ờ chữ thử chút. Chưa đâu. Ê. Ê nha tôi hết. Bên kia này bắt coi. Nó đổi ổng bị lên. Nó cắt cái gieo. Hả? Nó cắt. Đúng rồi mà sẽ gieo đông gái. Từ từ nha. Cho em xin cái thuốc. Trời ơi, chó lộn quá. Bắp còi mèo, bắp còi mèo. Không phải. À mày muối bỏ đâu cái tê? Để coi thử ta mấy em. Mấy đứa đi tìm muối thôi rồi coi mấy cái bị đó có không? Đây thành quế sắp sửa xong rồi. Ai chờ để cho quế ô giờ luôn quế
đây chú cháu hôm nay ra lại lên suối đây, suối đây nói chung hôm nay cũng đông nè. Chú ơi, chú ơi. Còn muối đâu ta? Đang đi. Con có bị muối là hỏng luôn á. Muối được chú kịp dễ. Chưa cầm đi mẹ. Cầm xong không ai nhét vô bị sao? Hả? Có. Đúng không? Thôi đợi cho tí rồi tí xuống rồi đưa con. Đây thành viên giấy nè, đây. Xin gái nhất tiên. Đâu quên, đây xin gái nhất tiên. Ta đây. Ông kia là xấu rồi, dạng xấu đâu kêu đớn. Kia là bí mèo. Idol tốt tốt. Đây. Idol mới nè. Tư ti chưa? Học lớp 5 đúng không? Dạ. Học lớp 5 đúng không? Dạ. Để chú cháu làm cái bãi này nè. Ai chê? Ủa sao khôi thủa chưa ạ? Khôi thủa quá nha. Dạ. Nè, cái đó chấm với cái này mới ngon nè. Chấm rồi. Đây nè. Tấm này. Ừ. Ủa cho luôn cha tôi ớt kìa. Ai chè biết tội chưa? Dạ. Ai chè. Kìa có một tiên nhí ở trong kia kìa. Đấy. Được mấy đứa. Đây. Đây con. Đào cũng nguyên luôn. Không mình từ từ con mình ăn xong rồi mình trút đi. Đây này chín rồi, ui giờ khô luôn à. Đây sẽ báo rồi. Cô đừng nó rớt ra đũa nha. Ngon lắm á, đó cái đó chắc chắn vô ra là y xì luôn á. Đó quẹt lên em mới tiếng đúng rồi hay quá. Tại nói chung là hôm nay lên trên đây cũng đông nhờ. Đây nãy nó cháy rồi mẹ. Đâu. Chưa cục. Nó vàng con hè, nó vàng. Đây chưa. Đó, đây. Ăn đi, mấy đứa ăn đi. Chị ăn gì đây? Đúng không? Này kìa. Ừ, không có nhỏ. Hàng xin ngon vừa. Đây, con đi đây. Ngon chưa? Đây ở trên đây cũng có một nhóm này. Mấy bí nó lên trên đây nó tắm xong rồi nó lên trên đây rồi. Hồi chưa? Đây. Còn một tớp thì ở dưới đây.
kìa, đang bắt cái gì hết kìa. Ủa sư tử ở đây ngồi đi câu kế tiếp nè. Tiếng giờ nó câu được mấy con rồi. Xéo xéo. Cái đầu câu có sư tử đâu? Cái gì? Đầu câu. Ủa? Đầu câu là gì vậy? Màu rồi đó. Đây cũng sư tử nó còn kế. Cái gì còn chín là con, mà bỏ kế lên là y xì luôn á. Đây. Bây giờ thử bữa nãy nó còn đây cái con khủng luôn. Mấy đĩa kìa, nó chung vô trong cái hốc này nhìn cưng cho tiên ra chưa. Để tắm rồi chưa vô chưa ngồi nó ăn rồi. Chưa thử cái điện tài tại vô câu dưới này. Dễ chưa. Mấy anh nhỏ kìa anh kêu gì chưa. Bà con bơi bơi trước đi. Để chú Kiệt xin lên cho kênh uống này xong cho nó xong kìa. Ừ. Ok ok ok. Ủa kìa, sao 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 này con cắt luôn. Đấy. Nóng không? Đây 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 đây. Đi bơi thì tôi nghe một điện thoại. Wow, cắt cái nó vô. Chín ừ. Chín chưa? Chín chưa? Mình chết rồi, cái bao thêm chậm thôi. À, ok. Thôi, đợi chị đi rồi, tao chậm. Chưa đi nữa. Chưa đi tí đi. Chị đi kìa. Chị đi không to được. Ơ, còn cái lần trước này nha. Chưa đi. Chưa đi. Chưa đi. Đây mắt đang mắt quẹt rồi. Xuống tắm đi. Đi khô luôn, ở trên đây là khô luôn. Mình tí. Ừ, sau khi đợi đấy còn xong rồi. Rồi, dễ chưa? Quá tuyệt vời. Đây nhìn cho đây. Rồi con dọn mấy này lên luôn. Nè. Đây. Đây, bỏ ở đây nè. Một tí giữa đi. Đây giờ bỏ đây đi. Đây là sẽ tử tí nha. Tí rồi. Đây dọn lên mình chiến thôi. Chừa cái bị lại. Đây cầm cái dao lên. Cái bị đây là bỏ đây đi. Hey. Đây. Gieo nè. Con lắm cái mấy kìa tớ. Đây, đưa cho chú cái đứa thật. Ai dè. Đây, cô dùng nó nóng. Đây. Rồi, bỏ cái đó đi. Đi.
Thì nhìn nó ngon chứ. Đâu? Giòn 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 giòn. Đùi gì tập á? Nó hơi nhỏ. Trời ơi. Ừ. Ê, chồng đi chút đi. Đây rồi. Đang tự ơi, tự đánh đó. Đang có dùng đi ăn đại luôn đi. Bí nhỏ nhất thì ăn cánh. Khô. Như cái tâm vậy. Xí đi, xí đi. Nóng không? Không có. Bơ chơi ổng. Đang bí đi ăn ngon đi rồi. Sao mà lên xuống. Bị mùa, bị bệnh mùa. Đây 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 đây. Chứ ngủ sống được. Đâu có đang ngon, không được không? Ừ. Không, hư liền. Dạ con không cái kìa. Không thuốc mà xuống nước. Đây. Ủa sao giấu cái đùi dưới đây vậy? Hay xe gì chi lại rồi? Đùi nước lòng hả? Đây. Ờ ông kia ăn ít thôi. Mà cho kia nước lùm mà. Nhường cho phụ nữ ăn rồi. Cái này nó nước sâu chứ. Đấy cái thịt vịt mà đúng không? Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Nói cho chú bị gì? Dạ không ăn được thịt gà. Viêm son con. Chỉ là viêm chảo thì ăn được, chứ còn viêm son thì nó hơi nó ăn được thì gàng không? Ai chè chín ngon rồi thấy không? Đây nè, bí chút. Ngon không? Đấy. Ủa nó chín ngon rồi chưa? Đây. Cái ăn cái đó thẻm gì vậy? Đây. Cái này mới ngon nè. Nghe mày tiếng ầm không? Lúc cho ầm. Này con biết qua nè, nghèo nè. Ăn đi con. Thôi chú kiểu sẽ cắt đây nha. Dạ. Chú con ăn đây, con ăn đây. Ồ, con chín ngon hả chú? Đây nè, để chú kia cầm đây nè rồi. Rồi con chỉ. Phải đây. Đúng rồi, mạnh bẹo rồi con. À, đấy chà 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 quế ngọt quế ngọt ấy vậy thôi bánh đâu mình nó còn đâu có đâu con đâu nó khô cái đó mà tao con nghĩ sao mà trong đây nó trắng như thế này mà lên chưa chín gì nữa đi chùa đó ở trong phi mấy giờ nên thấy thấy đen đen mà thôi đâu không ý là chú Tiệt chú Kiệt là mới tiễn vừa hờ 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 nghỉ hè thì từ bển này là coi như là ăn thịt beo chỗ đâu chờ nó gầy nó mập mập được chút à đúng rồi ý là ốm quá loại hai lỗ tai nhưng hai ông điên á lột mùi anh điên á nhưng anh điên á ông sợ mũi á sợ cái chuyên về cái mũi á à ý là lo mũi bị dị tật không nè ướt hết eo, đi xuống ướt hết eo. Đừng trong xe đâu. Đây con đi ngồi đây. Đây hiện tại bây giờ nó nhỏ. Thôi để cho nó ăn. Cái này thì cái chuột luôn. Eo cái bia này lại. Thì máy nó đang hết pin rồi. Tạm giờ nó đang chiều. Nếu sống thì tại bây giờ ra đây tranh thủ.